gì em lo nè, em lo ngay mặt đi quá nhà ơi, chuẩn bị đi diễn kịch cả nhà ơi. Wow, ổn chào chị Loan. À có một xu luôn, có con gái thì em lo nữa. Hôm nay như là có Su Su đi cùng với mẹ cả nhà, đặc biệt ha, đi ủng hộ mẹ luôn cả nhà. Hôm nay cái Su á thì bây giờ Kim Loan đang chờ xe để đi diễn kịch cả nhà. Hôm nay là bữa mùng 8 rồi, ngày mai sẽ còn thêm một đêm diễn nữa đó, thì tuyệt vời lắm cả nhà. Đây, món đẹp quá. Ở nhà là bà chủ ăn giặt, nhưng mà khi mà lên sân khấu á, thì là một cái diễn viên chuyên nghiệp về cái diễn xuất. Anh Phương kia món đẹp. Xe tới bờ ơi. Chiều nay thì anh Phương cả nhà dạ cùng với chị Bung bán hàng. Xe tới chị Loan ơi. Chị Loan đi diễn kịch nghe cả nhà.
à, cùng con gái bé Su Su của nhà, rất là đẹp và dễ thương luôn cả nhà ơi. À, cái gái nhỏ nhưng mà gái lớn chị ơi, gái nhỏ chị Hồng Loan đó, không có chú anh chị. Còn à, và à, anh trợ hai anh trợ lý à, và cùng con gái Su Su cũng đến à, sân khấu kịch của Thảo à, cả nhà à, rất là sang trọng mặt bé Su Su à. Tháo này có vai kịch thiếu nhi hả chị Loan? Hả? Tháo này có kịch thiếu nhi đúng không? Đâu có. Không có hả? Hôm nay kịch chú Chen. Chú Chen ngày mai nữa là qua thiếu nhi đúng không? Mai là trò chơi ma quái. Trò chơi ma quái. Rồi là xong rồi đó. Chẳng chơi. Mai diễn đảo gì vậy? Đảo đu Chen hả? Dạ đu Chen. Đi vô. Gì vậy? Đi. Nay chị ba đi coi. Coi kịch nữa. À, cả nhà thì nói chung là chị Hồng Loan à, và con gái Su Su cũng vừa đến à, sân khấu à, kịch Quốc Thảo 70/72 à, trung tâm văn hóa cùng với nhận đường Nguyễn Văn Trỗi của chú anh chị à, đi xem kịch cùng con gái luôn ở nhà tối nay đu cha đu treo và ma quái à, cô chú anh chị ha. À, cô chú anh chị à, ngày hôm nay nữa là ngày mai nữa là kết thúc nha cả nhà đó cô chú anh chị. Thì em cũng mới đứng đây để cập nhật chia sẻ cho cả nhà mình xem buổi tối ngày hôm nay. À, rất nhiều bà con cô chú anh chị đến đây để đặt vé mua vé nè cả nhà. Cái đây là cái bằng phòng vé ha, cô chú anh chị đến đây mình đi mua vé ha. Vé cao nhất là 250, vé thứ nhì là 200, vé cuối cùng là 150 cả nhà. 150 là vé rẻ nhất ở đằng sau lưng sau cùng cả nhà. Nói chung mà giá vé rất là ok cả nhà, vừa túi tiền để mình thăm để mình xem kịch cả nhà. Đây là trung tâm văn hóa của nhận nè cả chú chị. À, nhà. À, cô chú anh chị à, biết cái thông tin này cô chú anh chị à, xem kịch à, cũng như ủng hộ cho Tin Mới Miền à, đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo, like và share cho Tin Mới Miền có thêm cái động lực Tin Mới Miền cập nhật cho cả nhà mình xem ha. Bye bye cô chú anh chị, hẹn cô chú anh chị video tiếp theo ha.